Nhiều người Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ phản đối kế hoạch tốn hàng chục tỷ đồng để xây khu tưởng niệm ông Tố Hữu, một cố lãnh đạo bị xem là vừa bóp nghẹt tự do sáng tác, vừa có vai trò trong việc đẩy kinh tế vào siêu lạm phát thời nửa đầu thập niên 1980. Thông tin về kế hoạch xây khu tưởng niệm xuất hiện trên các báo Đại Đoàn Kết và Thừa Thiên Huế lần lượt vào các ngày 24 tháng 11 và mùng 2 tháng 12. Theo hai báo này, Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dự án khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tức quê gốc của ông, nhằm tri ân những đóng góp của ông cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước. Tin cho hay, việc xây dựng khu tưởng niệm có diện tích mặt bằng là hơn 4.200 m² sẽ được thực hiện và hoàn thành vào năm 2019 với số tiền 28 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác. Nhà thơ có tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh năm 1920, đã làm công tác văn nghệ tuyên huấn cho chính quyền của những người Cộng sản Việt Nam từ năm 1947. Ông Tố Hữu từng giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng, tương đương với Phó Thủ tướng. Ông qua đời năm 2002, thọ 82 tuổi và được đặt tên đường ở thủ đô Hà Nội và thành phố Huế. Nhiều tài liệu và các bài trả lời phỏng vấn của các nhân chứng trực tiếp hay các nhà nghiên cứu với VOA, BBC, AFA, AFI, v.v. trong các năm qua cho thấy ông Tố Hữu khi nắm giữ chức trưởng ban tuyên huấn trung ương của Đảng thời cuối những năm 1950 đã trực tiếp đứng ra thực hiện chiến dịch tiêu diệt phong trào nhân văn giai phẩm, kêu gọi tự do, dân chủ cho giới văn nghệ sĩ trí thức. Về điều hành kinh tế, tên tuổi ông Tố Hữu bị xem là gắn với thời kỳ Việt Nam phải chịu siêu lạm phát, có lúc lên tới 770% vào năm 1986, cũng trùng với các nhiệm kỳ Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng của ông từ tháng 2 năm 1980 đến tháng 6 năm 1986.